kinh dị truyền thuyết làm thịt mỹ nhân ngư, rán mỡ làm dầu nến trong lăng mộ thắp sáng ngàn năm không tắt. Lăng mộ cổ xưa kia luôn được thắp sáng bởi những ngọn đèn không bao giờ tắt gọi là trường minh. Có truyền thuyết cho rằng để làm được điều đó phải làm thịt mỹ nhân ngư rán mỡ làm dầu. Người xưa có rất nhiều truyền thuyết về các lăng mộ cổ của vua chúa và quý tộc. Nơi đây được thiên hạ thêu dệt nên những câu chuyện rợn người về lời nguyền, ma quỷ ám, cạm bẫy, phần nhiều trong số đó được cho là hư cấu vì chuyện ma quỷ mấy ai tin tưởng được trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như bây giờ. Tuy nhiên vẫn có một thứ mà ngay cả nhiều nhà khoa học hiện nay vẫn không lý giải xác đáng được. Đó là những ngọn đèn Trường Minh Đăng cháy suốt hàng ngàn năm trong cổ mộ. Trường Minh Đăng là một trong những bí ẩn lớn nhất lịch sử trong cổ mộ. Trường Minh Đăng thường xuất hiện trong các ngôi mộ cổ thời kỳ công nguyên của Hoàng đế Trung Hoa, Ai Cập, Hy Lạp và La Mã cổ đại. Loại đèn này được sử dụng với niềm tin rằng ánh sáng của chúng sẽ soi đường cho người đã khuất và xua đuổi bóng tối. Những phát hiện về loại đèn này đã gây chấn động thế giới khi biết chúng đã cháy hàng ngàn năm, không hề tắt, đi ngược lại mọi quy luật vật lý, hóa học thực nghiệm. Những ngọn đèn sẽ soi sáng đường cho người đã khuất dưới âm phủ theo quan niệm phương Đông. Tại Trung Quốc, có một truyền thuyết liên quan đến loại đèn Trường Minh Đăng này tiết lộ lý do chúng có thể cháy lâu đến thế. Tất cả là nhờ một loại mỡ được làm từ thịt của Mỹ Nhân Ngư. Nếu bạn đã từng xem bộ phim Mỹ Nhân Ngư của đạo diễn Châu Tinh Trì hẳn cũng mường tượng phần nào. Cách mà rất nhiều người ở Trung Quốc ham muốn có thịt Mỹ Nhân Ngư để mong có được sự bất tử. Họ săn bắt tận diệt khiến các nhân ngư phải trốn tránh trong hang động. Cũng theo truyền thuyết này, mỡ rán từ thịt các mỹ nhân ngư có thể thắp nên những ngọn dầu bất tử không bao giờ tắt. Ngay cả gió hay nước cũng không thể làm tắt chúng một khi đã được thắp lên. Vì đặc tính này, mỡ của mỹ nhân ngư được sử dụng làm dầu Trường Minh Đăng trong các lăng mộ của vua, chúa, quý tộc xưa kia để có thể tạo nên những ngọn đèn sáng hàng ngàn năm không tắt. Đèn từ mỡ của mỹ nhân ngư không bao giờ tắt cũng giống như truyền thuyết ăn thịt họ thì bất tử. Sự kinh dị của truyền thuyết này đã tạo nên nhiều tiểu thuyết. Phim truyện ăn theo mà có lẽ nổi tiếng nhất là series Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Thậm chí sau khi xâm chiếm cả phim truyền hình lẫn điện ảnh với nhiều tác phẩm thành công, mới đây Ma Thổi Đèn tiếp tục được chuyển thể thành game online với cái tên Đạo Mộ Ký Mobile. Đây là phần hậu truyện tiếp theo của phần phim Tầm Long Quyết cực kỳ nổi tiếng ở Việt Nam đối với game thủ 8X và 9X. Đạo Mộ Ký Mobile chính là phần chuyển thể tiếp theo của series phim kinh điển Ma Thổi Đèn. Đó là lý do nhà vật lý học người Mỹ là Simon Effick đã từng dành tới 31 năm cuộc đời cho việc nghiên cứu loại đèn này. Ông đã thành công trong việc sử dụng lưu huỳnh cùng một số nhiên liệu khác để sáng tạo ra cây đèn Trường Minh. Nhưng ngọn đèn của ông cũng chỉ có thể cháy được 50 tiếng đồng hồ. Trải qua 5 tháng cùng sự phát triển của khoa học và văn minh nhân loại, bí mật về những cây đèn ngàn năm không tắt trong mộ cổ đế vương đến nay cuối cùng cũng có lời giải đáp. Sự thực là những cây đèn Trường Minh mặc dù có khả năng cháy lâu, nhưng cũng không thể cháy tới hàng ngàn năm như chúng ta vẫn thường tưởng tượng. Hóa ra đèn Trường Minh không cháy cả ngàn năm mãi không cạn dầu. Tất cả là nhờ mẹo của người xây lăng mộ. Đặc thù của Trường Minh Đăng cũng như các loại đèn dầu khác là đều cần không khí để duy trì sự cháy. Hơn nữa, bức của loại đèn này được cho là có phốt pho trắng và dễ dàng tự bốc cháy khi gặp oxy. Vì vậy, ngọn đèn này thường được thắp trước khi những ngôi mộ cổ bị phong tỏa kín và sẽ tự tắt khi không khí trong mộ đã cạn. Khi lăng mộ được khai quật, không khí tràn vào bên trong sẽ khiến những ngọn đèn cháy sáng trở lại. Tới hàng thế kỷ sau, vào thời điểm ngôi mộ được mở ra, không khí tràn vào khiến Trường Minh Đăng tự khắc cháy lại. Vì vậy, có thể nói Trường Minh Đăng kỳ thực không phải là những cây đèn cháy liên tục qua hàng thế kỷ. Thực chất nó chỉ phát sáng vào thời khắc những ngôi mộ cổ được mở ra lần nữa mà thôi. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một giả thiết và cho đến nay chưa được thực nghiệm nên những bí ẩn về ngọn đèn này vẫn chưa thực sự sáng tỏ.